Rồi, Tức xin kính chào anh chị khách hàng nha. Rất vui được gặp lại anh chị đã quay trở lại với kênh xe cũ Văn Thắng. Hôm nay thì Thắng sẽ đi báo giá tổng hợp một vài mẫu xe mới vừa về bên công ty, cũng như là những cái xe đã hoàn thiện xong khâu kiểm tra chất lượng và làm đẹp để cho anh chị chúng ta tham khảo. Và nếu mà anh chị chúng ta đang có quen biết ai đang có nhu cầu bán lại xe cũ anh chị, thì cứ gửi thông tin cho Thắng nha. Gửi hình xe nè, cà vẹt đăng kiểm qua Zalo thì Thắng sẽ định giá miễn phí cho anh chị. Và nếu mà trường hợp mà bên Thắng mua được á, thì cũng sẽ gửi chị những hoa hồng thay lời cảm ơn nha. Rất cần mua vào thật nhiều xe nữa để phục vụ những anh chị khác có nhu cầu về những chiếc xe cũ chất lượng nè, không đâm đụng tai nạn, không ngập nước, không tua đồng hồ và chuẩn pháp lý. Thì rất mong anh chị sẽ ủng hộ để bên Thắng có thật nhiều xe nha. Đầu tiên là chiếc Fortuner 2019 phiên bản máy xăng số tự động một cầu anh chị. Xe màu đồng ánh kim. Xe này thì hoàn thiện rồi. Những mẫu xe nào mà đậu trước cờ này là những mẫu xe hoàn thiện rồi anh chị. Đẹp long lanh, kiểm tra an toàn mọi thứ. Chiếc này bên Thắng chào bán mức giá là 830 nha. Cũng đang có những khách hàng đến coi anh chị. Xe màu đồng ánh kim, máy 2.7. Dòng này thì chắc anh chị đi gia đình thôi, còn chúng ta chạy kinh doanh dịch vụ thì nên lấy những chiếc máy dầu hoặc là những cái phiên bản thấp hơn. Rồi, cái này là chiếc Innova số sàn 2022 nha. Innova số sàn 2022, giá chào bán là 665 triệu. Chiếc này là màu đồng ánh kim. Rồi, phía sau đó thì có Fortuner phiên bản TRD, sản xuất năm 2014. Và hôm nay về một chiếc 2016 nữa anh chị. 2014 là mẫu cũ, 2016 là mẫu mới nha. Chiếc này được 79.000 cây và giá chào bán là 495. 495 nha. Xe được thay 4 lớp mới nè. Xe gia đình. Bản TDD hay còn gọi là bản Sportivo anh chị. Nó sẽ được cải tiến hơn so với cái phiên bản máy xăng bình thường là ốp body nè, tem TDD cũng như là bộ mâm. Những cái mà khác biệt so với cái bản thường. Có 495 thôi, bên Thắng bao hồ sơ cho anh chị nha. Chiếc này thì khách hàng mua rồi, mới vừa bấm biển số mới luôn anh chị. Xe này là mới về nè, Fortuner máy dầu tự động 2022 nha. Dầu tự động 2022, đi được 43.000 cây và giá chào bán là 1.012 triệu. 1.012 triệu nha. Dầu tự động 2022 mẫu mới, có ga tự động nè, lại chuyển số vô lăng, để start up, cân bằng điện tử. Xe rất đẹp luôn. Xe màu bạc nha. Fortuner mà đời 2020 thì đã tiến hành đổi mẫu anh chị. Phía sau lưng này thì có một cái cổng sạc 220V nha. Anh chị có thể sử dụng những cái thiết bị điện ở nhà mình đó, trên xe cũng được luôn. Mẫu mới thì đèn nè, đèn nó sẽ khác so với mẫu cũ nè anh chị. Hốc phía dưới nè, rồi mặt ca lăng. Xe này biển thành phố. Đăng kiểm đường bộ nè. Chiếc này là bên Thắng mới lấy về, chưa có làm đẹp nha. Chưa dọn, chưa rửa gì hết. Nhưng mà chắc xe cũng rất đẹp anh chị. 1.012 triệu. Những cái xe nào mà từ đời 2017 trở lên đó anh chị, thì bên Thắng sẽ có hỗ trợ trả góp ngân hàng nha. Còn về hồ sơ cũng như là thủ tục trả góp á, thì anh chị có nhu cầu thì cứ liên hệ qua số hotline trên màn hình nha. Bên Thắng sẽ tư vấn qua điện thoại thì anh chị sẽ dễ nắm hồ sơ hơn. Rồi ở đây thì có chiếc Toyota Avanza Premio 2022 nha. Đi được 23.000 cây thôi, một chiếc xe lướt. Chiếc này thì giá 525. 525 triệu. Màu bạc tím nha. Xe này một chủ sử dụng mua mới từ đầu. Ghế nỉ số tự động. Dòng này thì máy chỉ có 1.5 thôi anh chị, rất là tiết kiệm luôn, 100 cây tầm khoảng 7 lít. Có 7 lít có. Ghế nỉ nè. Thì nếu mà anh chị đi gia đình, chúng ta muốn một chiếc xe nó tương đối rộng rãi á, thì có thể lấy mẫu này hoặc là chúng ta chạy dịch vụ đều rất là hợp lý luôn. Dòng này mẫu xe đa dụng. Còn đây thì có Innova nè chị, Innova số sàn 2019, bên Thắng đang có 3 xe nha. 3 xe màu bạc. Chiếc này đi được 70 mấy ngàn cây á, 75-76 ngàn cây á. 3 xe tương tự chất xe nhau và giá thì cũng giống nhau luôn, 545 triệu. Toàn là xe gia đình không. Lên full phụ kiện luôn. Đầu anh roi, ghế da, cam hành trình đầy đủ hết anh chị. Innova số sàn, lúc nào cũng có xe hết. Và bên Thắng thì những dòng xe chủ lực như là
Innova, Fortuner, hai mẫu xe mà bán nhiều nhất luôn. Thì đối với những mẫu xe nào mà Minh Thắng bán được á, thì Minh Thắng chấp nhận mua vào giá cao nha. Mua vào giá cao và bán ra biên lợi nhuận nó thấp xíu cũng được, nhưng mà luôn luôn lúc nào cũng có xe đáp ứng cho anh chị. Ba xe Innova số sàn 2019 đều hỗ trợ trả góp 3 năm nha, 545 triệu anh chị. Rồi Thắng đi qua đây để coi còn xe nào nữa không. Rồi vô showroom luôn, vô showroom coi một vài xe nữa anh chị. Chiếc này là Vios G nè, 2022 nha. Vios bản G 2022, màu trắng. Chiếc này thì chào bán mức giá là 470 nha, 470. Nội thất màu kem. Xe Vios mà màu trắng rất là đẹp luôn anh chị. Nhìn cái xe sang. Và Vios thì nó quá đa dụng rồi. Xưa giờ mẫu xe nồi đồng có đá. Chiếc này thì bán rồi, đang chờ rút hồ sơ. Còn chiếc này là Fortuner 2019 máy xăng nè anh chị. Cũng 830 luôn, xe màu trắng, đang có hai xe nha, chiếc màu đồng, chiếc màu trắng. Còn mà Fortuner mà số tự động máy xăng á, muốn đời thấp hơn thì có TRD 26 với lại là TRD 24. Chiếc này cũng 830 nha anh chị, màu trắng. Nội thất màu. Dòng máy xăng này anh chị đi gia đình thôi nha. Gia đình rất là êm luôn anh chị. Nó hơi hao xăng xíu nhưng mà đổi lại nó cách âm tốt nè. Đi đầm chắc lắm. Rồi trong showroom thì còn mấy xe. Để Thắng ra khu Maru á, quay cho anh chị chiếc Toyota Rush nữa. Đây là cái khu làm đẹp xe anh chị. Đây là bước cuối cùng của khâu làm đẹp xe. Chiếc này là Toyota Rush nha, Toyota Rush 2021, 23.000 cây. Màu nâu đỏ, giá là 555 triệu, 555 triệu. Còn một chiếc 2018 nữa, màu đỏ, xe đó thì có 488 triệu thôi. 488. Còn bên đây là khu Minh Thắng sửa chữa nè, khâu kiểm tra chất lượng sửa chữa xe. Còn ở trên lầu là khu động sơ anh chị. Thì cập nhật nhanh một vài xe để cho anh chị tham khảo. Còn chiếc này là Legender 2021, Thắng chốt cọc về Tây Ninh rồi. Chờ có biển số là giao xe. Xe màu đồng bánh kim. Rồi cập nhật một vài xe nha. Anh chị có nhu cầu mua hay bán xe thì cứ liên hệ với Thắng qua số hotline trên màn hình nha. Rồi rất cảm ơn anh chị đã xem video ngày hôm nay. Và hẹn lại anh chị ở những video lần sau.